Hey Minh San, konnichiwa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với Nhật ngữ Hoa Sen. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một ngữ pháp mới trong chương trình ngữ pháp Minano Nihongo là năm. Sa sode de wa. Kyo benkoshimasu. Hôm nay tôi sẽ học. Ashita benkoshimasen. Ngày mai tôi sẽ không học. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vemasu và vemasen. Vemasu có nghĩa là sẽ về. Vemasen có nghĩa là sẽ không về. Mas dạng khẳng định của động từ ở thì hiện tại hoặc tương lai. Masen dạng phủ định của động từ ở thì hiện tại hoặc tương lai. Và cả hai đều biểu thị thái độ lịch sự của người nói đối với người nghe. Ví dụ chúng ta có kyo. Kyo có nghĩa là hôm nay. Và hôm nay thì bạn này sẽ làm việc. Tức là kyo hatarakimasu. Kyo hatarakimasu. Như chúng ta thấy thì bạn này đang học, tức là benkoshimasu, và bạn này sẽ học từ thứ hai, tức là getsu yobi kara benkoshimasu. Getsu yobi kara benkoshimasu. Doyobi to nichi yobi benkoshimasen. Thứ bảy và chủ nhật sẽ không học. Doyobi to nichi yobi benkoshimasen. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nếu có thắc mắc, các bạn hãy nhắn tin được cho đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen. Dạ, còn đây đấy. Mata kondo onigai itashimasu.